Tại buổi lễ trao tặng học bổng Nguyễn Thị Định tiếp sức đến trường và tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục trẻ em do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Trung Dũng thành phố Biên Hòa tổ chức, đã có 7 suất học bổng với mỗi suất trị giá 500.000 đồng được trao cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn có thành tích học tập tốt. Đồng thời, Hội Phụ nữ phường cũng đã tổ chức tập huấn hướng dẫn tuyên truyền cho các em và phụ huynh về những kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực đối với trẻ trong mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.